chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động thị trường, chương trình cập nhật những thông tin đa chiều về thị trường kinh tế. Sau đây là những diễn biến chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay. Khánh thành trục đường chính thứ hai tại Vạn Phúc City. Căn hộ 25 triệu đồng một mét vuông gần như tuyệt chủng. Cảnh giác với thủ đoạn tuyển cộng tác viên bán hàng online để lừa đảo. Nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên. Câu chuyện kinh doanh, Sâm Ngọc Linh, món quà quý cho sức khỏe. Qua kim thuận phong, sang trọng, đẳng cấp, an toàn, tiết kiệm điện. Quạt kim Thuận Phong đa dạng mẫu mã từ hiện đại cho đến cổ điển. Kim Thuận Phong, thương hiệu quạt Việt Nam công nghệ quốc tế. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 5 vừa qua, tập đoàn bất động sản Vạn Phúc, Vạn Phúc Group tổ chức lễ khánh thành thông xe ra quốc lộ 13 và khánh thành cổng chào đường Đinh Thị Thi. Đường Đinh Thị Thi là trục giao thông chính thứ hai trong khu Vạn Phúc City, có chiều dài khoảng 2 km, lộ giới 30 m, tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 700 tỷ đồng, kết nối từ quốc lộ 13 đến bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị Vạn Phúc City. Ông Lê Văn Minh, giám đốc Vạn Phúc Group cho biết đây là công trình giao thông trọng yếu của Vạn Phúc City. Sau khi khánh thành thông xe, đường Đinh Thị Thi cùng với đường Nguyễn Thị Nhung là hai trục đường chính huyết mạch đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ngày càng mạnh mẽ và sung túc hơn cho khu đô thị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2023, Vạn Phúc Group đầu tư vào Vạn Phúc City 10.000 tỷ đồng, gồm 20 hạng mục công trình với 3 nhóm mục tiêu: vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ và nhà ở sinh thái cao cấp ven sông Sài Gòn, đưa Vạn Phúc City trở thành điểm đến lý tưởng, là tâm điểm mới tại thành phố Thủ Đức. Vạn Phúc City là khu đô thị sinh thái ven sông đáng sống hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi an cư đẳng cấp của gần 40.000 cư dân tại trung tâm thành phố Thủ Đức. Trong nhiều năm liền, tập đoàn bất động sản Vạn Phúc đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào các công trình, hạng mục tiện ích, hạ tầng giao thông và xây dựng nhà ở phục vụ cư dân. Nhờ sự đầu tư bài bản, tâm huyết của chủ đầu tư, 3 năm liền, Vạn Phúc City được bình chọn nằm trong top 10 khu đô thị đáng sống nhất. Thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, tại các đô thị ở Việt Nam, giá nhà dưới 25 triệu đồng một mét vuông dường như vắng bóng. Thay vào đó, các căn hộ trung cấp từ 30 đến 50 triệu một mét vuông hiện đang chiếm chủ đạo thị trường. Theo báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý 1 năm 2022 của Bộ Xây dựng cho biết, nguồn cung nhà ở thương mại trong quý 1 năm 2022 vẫn chưa được cải thiện. Thống kê cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, chỉ có 22 dự án với 5.217 căn được hoàn thành. Số lượng dự án hoàn thành bằng khoảng 47% so với quý 4 năm 2021 và bằng khoảng 54% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng dự án được cấp phép mới chỉ bằng khoảng 41%. Trong đó, số căn hộ của các dự án bằng khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2021. Về giá nhà ở, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, căn hộ chung cư trung cấp có mức giá khoảng 30 triệu đến dưới 50 triệu đồng một mét vuông vẫn là sản phẩm chủ đạo trong thị trường căn hộ chung cư quý 1. Giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021. Tại Hà Nội, giá nhà chung cư tăng khoảng 4 đến 5%, cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh, tăng khoảng 1 đến 2% so với cuối năm 2021. Dịch COVID-19 khiến số lượng người dân lao động mất việc làm, giảm thu nhập tăng lên. Lợi dụng tình hình nhiều người đang gặp khó khăn về tài chính, lại không có việc làm, các đối tượng đã giả mạo là nhân viên của các sàn thương mại điện tử, đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xuất hiện việc người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi tham gia cộng tác bán hàng trên mạng. Các đối tượng dùng thủ đoạn nhắn tin hoặc sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki. Khi người có nhu cầu liên hệ, các đối tượng hướng dẫn thực hiện đặt mua hàng online để tăng tương tác cho các gian hàng. Mỗi lượt mua hàng thành công được hoàn lại tiền gốc và hưởng thêm từ 10 đến 20% giá trị đơn hàng.
những đơn hàng đầu tiên có giá trị nhỏ, cộng tác viên sẽ được hoàn trả tiền mua hàng kèm hoa hồng như đã hứa để tạo lòng tin. Sau khi nạn nhân chuyển khoản lượng tiền lớn, các đối tượng lừa đảo tẩu tán tiền trong tài khoản và cắt liên lạc với nạn nhân. Nhiều nạn nhân đã bị các đối tượng lừa số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tôi quen đối tượng này ở trên mạng xã hội và có rủ tôi làm cộng tác viên cho các đơn hàng của Amazon. Những đơn hàng đầu tiên thì thanh toán và người ta chuyển cả phí và cả tiền lời và tiền gốc rất nhanh. Nhưng mà từ một, hai đơn hàng về sau thì người ta yêu cầu tăng hạn mức và tôi cũng tin họ và chuyển một vài lần. Và sau đó tôi thấy sốt ruột thì liên lạc với họ nhưng người ta đưa ra nhiều lý do để trì hoãn những việc thanh toán. Và sau đó thì một hai lần nữa tôi không liên lạc được với họ thì lúc đấy biết là bị lừa đảo. Thực tế, các thủ đoạn lừa đảo như trên không mới, nhưng phương thức thực hiện của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng thường không có địa chỉ cụ thể và thường sử dụng thông tin giả khi liên lạc với nạn nhân nên việc truy tìm rất khó khăn. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, tội phạm công nghệ cao trở nên rất tinh vi, hoạt động phức tạp. Tội phạm công nghệ cao hoạt động mang tính ẩn danh, che giấu tung tích, che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn. Sau một vài tháng trở lại sử dụng phương thức thủ đoạn mới. Thủ đoạn của chúng là thường đưa ra mức hoa hồng cao, đánh vào tâm lý người dân và người dân chưa nhận diện được hành vi thủ đoạn lừa đảo này, dẫn đến dễ dàng trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Qua các vụ việc trên cho thấy, khi muốn làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, thì người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để xác định tính chính xác. Trước khi chuyển tiền qua các hệ thống thanh toán điện tử, cần đặc biệt lưu ý kiểm tra lại thông tin và có các biện pháp xác thực đối tượng nhận tiền. Tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng lạ. Đặc biệt, các cơ quan thực thi pháp luật như Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân chỉ gặp gỡ làm việc với người dân tại cơ quan, không làm việc gửi lệnh bắt giam giữ qua điện thoại, mạng xã hội. Thưa quý vị, hiện nay với những ngày hội việc làm đã dần trở thành cầu nối để đưa sinh viên đến gần hơn với doanh nghiệp, đồng thời cũng là không gian để doanh nghiệp và sinh viên thảo luận trực tiếp với nhau, chia sẻ về nhu cầu thực tiễn trong các ngành nghề. Những sự kiện ngày hội việc làm đã trở thành chương trình không thể thiếu của nhiều trường đại học. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nha. Vừa qua, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2022. Trong đó có gần 3.000 vị trí việc làm tại 30 doanh nghiệp tuyển dụng. Nhiều sinh viên đã tìm được công việc phù hợp với mức thu nhập cao. Giao lưu đến với các bạn, tìm hiểu về môi trường học, ngành nghề của mình sau này. Cũng như là có cơ hội để tiếp xúc với các doanh nghiệp để tạo cho mình những cái sự tự tin, sự năng động và sau này khi mà có những kinh nghiệm để tiếp xúc với những doanh nghiệp, có những kinh nghiệm phỏng vấn, kinh nghiệm sau khi mà bước ra trường. Để tìm cho mình một ngành nghề cũng như là các lĩnh vực phù hợp với ngành nghề mình đang theo học. Ngày hội việc làm từ lâu đã là chương trình ý nghĩa vì gắn kết được sinh viên với doanh nghiệp. Những chương trình được tổ chức trong năm 2022 càng trở nên có ý nghĩa hơn. Suốt 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch, các doanh nghiệp thì rơi vào tình trạng khó khăn, phải cắt giảm nhân sự. Hầu hết sinh viên thì đều chuyển sang hình thức học trực tuyến, không có điều kiện để học thực hành. Hiện tại, dịch bệnh đã bớt căng thẳng, các doanh nghiệp bắt đầu phục hồi phát triển trở lại, nhu cầu bổ sung lao động lớn. Đây cũng là cơ hội vàng để các bạn sinh viên bổ khuyết những giờ học thực tế chưa thực hiện được trong mùa dịch. Khi mà nhà trường đã tạo cho mình cơ hội để mình tiếp xúc với các doanh nghiệp như thế này, thì sinh viên sẽ trở nên chủ động hơn và nắm bắt cơ hội để thể hiện được bản thân mình cũng như là năng lực mà mình đã được rèn luyện cũng như là học tập tại trường. Sau khi mà được doanh nghiệp tư vấn cho mình thì mình sẽ hiểu rõ hơn, mình sẽ an tâm hơn về các cái thông tin cũng như là đảm bảo uy tín về doanh nghiệp đó. Hôm nay tôi đến với ngày hội tuyển dụng này ở trường Đại học Giao thông Vận tải thì mong muốn là tạo ra được nhiều cơ hội việc làm cũng như những cái cơ hội để tìm kiếm những cái bạn trẻ tiềm năng để cho phát triển cái doanh nghiệp của mình, để cho các bạn tìm hiểu thêm môi trường về kinh doanh và phát triển bản thân mình hơn nữa. Ngày hội việc làm không chỉ là nơi dành riêng cho các bạn sinh viên năm cuối có nhu cầu tìm việc làm. Có rất nhiều doanh nghiệp tìm đến các trường
và sẵn sàng đào tạo nhân lực, ngay cả những bạn sinh viên năm 2, năm 3. Điều này giúp các em được tiếp xúc sớm với công việc, có môi trường thực tế để thực hành. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá những sản phẩm về công nghệ, tạo sự thích thú cho các sinh viên. Hôm nay mình tham gia cái ngày hội này thì mình thấy các bạn rất là dương năng lượng và các bạn rất là tự tin, rất là đạt ưu điểm của các bạn sinh viên mới. Thiếu ở đây các bạn chỉ có thiếu kinh nghiệm thôi, và công ty Hoàng Liên Sơn luôn mở rộng vòng tay để đón chào các bạn, sẽ đào tạo cho các bạn thành những kỹ sư chuyên nghiệp trong ngành xây dựng. Bản thân mình cảm thấy là các bạn sinh viên mới ra trường thì còn khá là thiếu về mặt ngoại ngữ cũng như là tin học văn phòng. Thì mình mong muốn là các trường đại học chú trọng đầu tư về cái việc giáo dục hai cái mảng này, để khi các bạn ra trường ấy thì các bạn có thể tự tin làm tốt việc của mình, cũng như là có nhiều cơ hội tìm kiếm công việc ở các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài việc tuyển dụng, nhiều doanh nghiệp khi tham gia vào chương trình ngày hội tuyển dụng còn thực hiện ký kết các biên bản ghi nhớ, kế hoạch hợp tác với các trường. Việc hợp tác này không chỉ tạo cơ hội việc làm cho các sinh viên mà còn góp phần vào công tác đào tạo, giúp nhà trường có thể đáp ứng các tiêu chí của các doanh nghiệp, đào tạo sát với thực tế, tạo nền tảng cho sinh viên khi ra trường có thể thích ứng nhanh với môi trường doanh nghiệp và có thể làm việc ngay. Qua Kim Thuận Phong, sang trọng, đẳng cấp, an toàn, tiết kiệm điện. Qua Kim Thuận Phong, đa dạng mẫu mã từ hiện đại cho đến cổ điển. Kim Thuận Phong, thương hiệu quạt Việt Nam, công nghệ quốc tế. Thưa quý vị, tiếp nối thành công của giải bóng đá tranh cúp Akino điện lạnh lần thứ nhất ngày 14 tháng 5 vừa qua, thương hiệu TV máy lạnh Akino với cương vị là nhà tài trợ chính đã tổ chức họp báo công bố tranh giải bốc thăm thi đấu giải bóng đá tranh cúp Akino TV máy điều hòa lần thứ 2 năm 2022. Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho các cá nhân và tổ chức hoạt động trong ngành điện máy, giải bóng đá tranh cúp Akino TV điều hòa lần 2 năm 2022 được mong đợi sẽ hòa chung với không khí của SEA Games 31 để nâng cao tinh thần thể thao trên cả nước. Mùa giải năm 2 được Akino tổ chức sẽ có 16 đội tham gia, được chia làm 4 bảng thi đấu. Vòng loại đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 5. Sau 3 vòng loại, 8 đội có số điểm cao nhất của 4 bảng sẽ tiến vào vòng tứ kết. Đúng với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người, dòng quạt trần KC168 của thương hiệu Kim Thuận Phong mang đến làn gió mát mẻ như gió tự nhiên, giúp các thành viên trong gia đình luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Với thiết kế cổ điển sang trọng, đa dạng về chức năng, sản phẩm hiện đang được người tiêu dùng ưa chuộng không chỉ nhằm mục đích sử dụng mà còn để trang trí nội thất. Sở hữu phong cách thiết kế cổ điển vừa mang lại cảm giác thanh lịch, vừa mang lại cái nhìn vô cùng hiện đại. KC168 là dòng quạt trần của Kim Thuận Phong, rất được ưa chuộng tại các không gian sang trọng như resort, villa, căn hộ cao cấp. Đầu quạt được đúc nguyên khối từ hợp kim nhôm, vừa có trọng lượng nhẹ, vừa đảm bảo độ cứng, tính tản nhiệt và chống lại sự ăn mòn của không khí. Lõi động cơ được làm từ thép silic Nhật Bản, có khả năng chịu nhiệt cao, đảm bảo từ trường tốt. Cánh quạt của KC168 được làm từ gỗ và được bọc một lớp veneer bên ngoài, vừa có tác dụng giảm lực ma sát, bảo vệ chất liệu gỗ bên trong, vừa mang lại sự tinh tế, sang trọng cho không gian của bạn. Sở hữu một nụ cười, một hàm răng khỏe mạnh là mơ ước của tất cả mọi người. Đó cũng được xem là chìa khóa thành công khi nụ cười luôn mang đến cho bạn sự tự tin trong cuộc sống. Và đó cũng chính là ý nghĩa ra đời của nha khoa Hoàng My, Dr. Khởi. Nha khoa Hoàng My, Dr. Khởi được biết đến là phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt đã qua nhiều năm hoạt động trên thị trường do bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quốc Khởi chịu trách nhiệm thực hiện chính. Phòng khám chủ yếu cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ và điều trị các vấn đề liên quan đến nha khoa thẩm mỹ như cấy ghép implant, phục hình răng sứ thẩm mỹ, niềng răng, tẩy trắng răng, nhổ răng tiểu phẫu thuật, v.v. Với trang thiết bị hiện đại và tay nghề nhiều năm kinh nghiệm của bác sĩ Trần Quốc Khởi, khi đến với nha khoa Hoàn My, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ nha khoa hàng đầu cả nước. Từ xưa đến nay, sâm được xem như một loại thuốc bổ dưỡng dành cho sức khỏe. Chính vì thế mà thị trường cũng ưa chuộng nhiều loại sâm có nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Thế nhưng ít người biết rằng, loại sâm tốt nhất thế giới, có dược tính cao nhất, lại là loài thực vật bản địa, hiện tại vẫn chưa tìm thấy tại nơi nào khác trên thế giới.
những sản phẩm từ sâm ngọc linh chứa hàm lượng dược tính saponin cao, có giá trị tăng cường sức khỏe, gia tăng sức đề kháng, hiện tại đang được thị trường ưa chuộng để làm quà tặng sang trọng. Trong chương trình Câu chuyện kinh doanh kỳ này, chúng ta sẽ cùng có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với ông Trần Anh Tuấn, CEO công ty cổ phần Danaco Quảng Nam, cùng lắng nghe những chia sẻ của ông về món quà quý dành cho sức khỏe này. Từ một loài cây mọc hoang, sâm ngọc linh đang dần trở thành thương hiệu quốc gia. Vấn đề về quy hoạch và phát triển cây sâm ngọc linh đến nay đã gặt hái được nhiều thành công nhất định. Trong thập niên tới, theo dự đoán của nhiều chuyên gia, quốc bảo sâm ngọc linh sẽ trở thành quốc kế dân sinh và là ngành xuất khẩu tỷ đô. Công ty cổ phần Danaco Quảng Nam là một trong những đơn vị tiên phong trong việc sản xuất các chế phẩm cao cấp từ sâm ngọc linh, tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng bằng dây chuyền công nghệ hiện đại như tổ yến sâm ngọc linh, nước uống tăng cường sinh lực, mật ong sâm ngọc linh, trà sâm ngọc linh, dầu gió sâm ngọc linh, vân vân. Hiện tại, Danaco Quảng Nam đang thực hiện từng bước từ khâu nuôi trồng, khai thác đến trực tiếp chế biến sản phẩm. Ban đầu thì chúng tôi tập trung vào việc phát triển nguồn nguyên liệu về sâm ngọc linh và các dược phẩm dược liệu khác, và xin các dự án thành nhà máy chiết xuất sâm ngọc linh và dược liệu. Thì lúc đó chúng tôi mới nghĩ ra một ý tưởng là kết hợp cái sâm ngọc linh này đưa vào những sản phẩm sức khỏe để cho người tiêu dùng có một cái khái niệm hơn về sâm ngọc linh, và cái giá thành nó sẽ giảm lại để cho tất cả mọi người đều được sử dụng được. Thật ra thách thức lớn nhất chúng tôi từng gặp phải là có hai thách thức, đó là giá thành của sản phẩm và cái sự hiểu biết về sâm ngọc linh của người tiêu dùng. Thì cách đây khoảng tầm độ vài năm trước thì cái sự hiểu biết về sâm ngọc linh cũng còn hơi mơ hồ đối với người tiêu dùng. Với sự hỗ trợ của truyền thông, sự hỗ trợ của báo chí và các bộ ban ngành thì bây giờ sâm ngọc linh đã được biết nhiều hơn. Thì cái thách thức về giá cả cũng là quan trọng, tại vì sâm ngọc linh rất là mắc so với thị trường, tại vì khi mà dùng cái nguồn sâm tươi á, thì cái giá thành nó quá cao. Với những sản phẩm tiêu dùng bình thường á, thì cái liều lượng sâm phải vừa phải để cân bằng với cái giá thành đưa ra với người tiêu dùng, thì đó cũng là một thách thức. Thì đối với chúng tôi thì hiện nay chúng tôi đã hoàn thiện hơn về giá thành sản phẩm, chất lượng. Hiện nay Danaco Quảng Nam đã tạo ra 12-15 sản phẩm. Thì tất cả những sản phẩm này nó đến tay người tiêu dùng với một cái giá thành rất là vừa phải, và thiết kế thì được chúng tôi rất là quan trọng về thiết kế. Trước thực trạng sâm ngọc linh tự nhiên có nguy cơ bị tuyệt diệt, vùng trồng nguyên liệu của công ty cổ phần Danaco Quảng Nam như một giải pháp bảo tồn và phát triển loài thảo dược quý hiếm. Qua đó, thương hiệu cũng mong muốn mang đến những sản phẩm sâm ngọc linh giá trị cao với mức giá hợp lý nhất gửi đến mọi người dùng. Cái tâm tư của tôi đến những sản phẩm này là muốn tạo nên một cái điều kiện sức khỏe tốt hơn cho cộng đồng. Thật ra là nhìn chung thì cái thị trường của các sản phẩm của công ty Danaco Quảng Nam là nhắm vào những người có nhu cầu và bồi bổ sức khỏe. Trong những cái dòng sản phẩm chúng tôi đã sản xuất ra thì chúng tôi đã phân biệt rõ rệt hai phân khúc. Đó là một phân khúc người tiêu dùng bình thường có thể với một cái giá thành vừa phải. Và dòng thứ hai là dòng cao cấp, dùng để cho tặng, có những set quà tặng cho những cái tầng lớp gọi là có điều kiện hơn. Cái sự ADN khác biệt của công ty chúng tôi đó là sự tinh tế về thiết kế và chất lượng của sản phẩm. Tất cả những sản phẩm chúng tôi đều làm từ nguyên liệu thiên nhiên và kết hợp với sâm ngọc linh, đó là tinh chất của sâm ngọc linh. Trong đó nó có những dạng như là chúng tôi đã chiết xuất ra được từ thành bột sâm hoặc là dịch sâm để đưa vào những sản phẩm đó. Thì chúng tôi có tất cả những giấy tờ pháp lý đầy đủ, trong đó nó có giấy kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của nhà máy sản xuất ra và được sản xuất trong những dây chuyền khép kín. Tất cả những sản phẩm này đều được có hóa đơn xuất xứ rõ ràng và Bộ Y tế công nhận. Chúng tôi có những cái kế hoạch mới, đó là có thể làm một số chuỗi spa về sâm ngọc linh. Những sản phẩm tương lai của chúng tôi đang nghiên cứu và có thể ra mắt trong vòng năm tới, đó là mặt nạ sâm ngọc linh, các sản phẩm về mỹ phẩm, kem chống nắng sâm, và các cái chuỗi đó nó sẽ hoàn thành trong đồng bộ tầm đó trong kế hoạch 2 năm tới. Thì cái sự mong muốn của chúng tôi là tạo nên một xã hội có sức khỏe hơn, thậm chí là nó sẽ có là một con đường dài đối với thế hệ trẻ, để cho dùng để mình tác động vào những cái thói quen để tiêu dùng về thực phẩm chức năng cho mọi tầng lớp, từ tầng lớp trẻ cho tới tầng lớp người có tuổi. Và tương lai chúng tôi sẽ có những định hướng khác, có nghĩa là đưa cái sâm ngọc linh của Việt Nam mình đưa lên xa hơn.
các nước bạn như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, thậm chí Mỹ và Canada hoặc là các nước khác, người ta đã đưa những cái sâm và những cái nguyên liệu của mình ra thế giới, thì mình có thể làm ngược lại để cho người ta biết về thêm về những cái quốc bảo của Việt Nam mình. Có thể nói, muốn các sản phẩm sâm ngọc linh của Việt Nam sớm có tên trên bản đồ thế giới, thì các doanh nghiệp phải nhanh chóng chủ động mở rộng vùng trồng. Đây thực sự là một lĩnh vực mũi nhọn, mang tính chiến lược cao, khả năng lớn trong tương lai sẽ được quốc gia ưu tiên phát triển. Những hoạt động đầy nỗ lực của Danaco Quảng Nam đã đóng góp quan trọng trong công cuộc nâng tầm giá trị của báu vật đại ngàn, đưa Việt Nam sớm gia nhập vào top các cường quốc sâm trên thế giới. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy tuần sau. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan đến thị trường kinh tế bất động sản, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ, Big Vision Media cùng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ cơ điện Kim Thuận Phong phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại!